Vậy thì mời sao cùng nâng chén với bóng nữa là ba, chú nữa là bốn, con nữa là năm. Cạn ly. Nè, nè, con sao rồi? Đừng có làm chú sợ nha. Mặt chú tôi mắc cười quá. Bộ mặt chú bị làm sao hả? Chú làm cái gì mà mắc cười? Con thấy một chú tướng, hai chú tướng. Nè. Biết ngay mà. Bà chủ ơi, tính tiền. Con ghét chú. Sao chú lại bỏ con một mình? Chú mà đi rồi con sẽ nhớ chú lắm. Chú không được đi đâu hết. Chú phải ở bên con. Mãi mãi nè, cũng phải ở bên con. Vậy hả? Con tỉnh rồi hả? Vậy hả? Thì ra là đang mơ ngủ. Già tới nơi rồi mà giống như là con nít vậy. Tôi cười. Dạ cảm ơn. Không biết đêm qua uống nhiều như vậy cô bé có bị làm sao không nữa. Mình lo cho cô ấy. Nhưng tới đây thì mình lại ngại chạm mặt Lão Tuất. Dì Hà ơi, dì Hà ơi, dì Hà. Dì Hà ơi. Dì Hà, tối qua có bị làm sao không? Chú Toàn, nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi. Sao vậy? Chú, con này xấu lắm, chú không được nhìn đâu. Chú tự vô nhà ngồi chơi nha. Đúng là con gái mà. Mà lâu dữ vậy ta. Dì Hà ơi, dì Hà. Dì Hà ơi. Vậy mà cũng ngủ được sao? Dì Hà. Dì Hà. Trời đất ơi, dậy đi. Khách tới nhà mà nằm ngủ dậy được đó hả? Xin lỗi chú, đau đầu quá. Nè, sao tối hôm qua
Thấy hăng lắm mà. Bây giờ thấy trong người sao rồi? Còn ói nguyên đêm luôn á. Bây giờ đau nhức quá. Thôi, qua đây ngồi đi, tôi xoa đầu cho. Thiệt hả? Ừ. Mạnh hơn nữa được không chú? Được rồi, sao? Đã biết sợ chứ? Con sợ quá à. Từ giờ về sau con thề với chú luôn, con muốn rượu nữa đâu. Nhưng mà tại chú hết á. Ủa, sao lại tại chú? Thì tại vì chú không cản người ta gì hết. Người ta đã không biết uống rượu rồi. Người ta mà chết hả? Người ta bắt đền chú luôn á nha. Nè, đại ca có cản được đâu mà cản. Đó, cho chữa cái tật. Thấy sao rồi? Đã bớt đau đầu chưa? Đỡ rồi. Nhưng mà chú xoa tiếp đi. Mạnh mạnh lên chú. Chú, bộ tối qua chú đưa con về hả? Con sai quá, không nhớ gì hết á. Trời đất ơi, hỏi gì vô duyên vậy? Không phải chú đưa con về thì ai đưa? Nè, có đói chưa? Có muốn ăn gì không? Chú đưa con đi ăn. Bây giờ con chỉ muốn ngủ thôi. Nhức đầu nè, buồn ngủ nữa. Vậy thôi chú đi ăn, rồi chú mua về cho con nha. Thôi, hay là con ngủ chút xíu rồi con đi ăn với chú nha. Không lẽ bây giờ chú phải ngồi đây chờ con ngủ sao? Bây giờ á, con cứ ngủ đi, rồi chú đi mua đồ ăn, về hai chú cháu mình ăn chung. Thôi, hay là chú ngồi cho con dựa ngủ nha. Hả? Chứ lỡ chú bỏ trốn rồi sao? Dì Hà. Dì Hà. Con gái à. Con ra đi. Ba, con không được đụng cho con gái của tôi. Ai cho cậu vô nhà? Ba, là con mời chú ấy vô nhà mà. Chú ấy đâu có làm gì đâu. Bà đã cấm con gặp cậu ta rồi, tại sao con không nghe lời ba vậy? Hả? Con cậu Tuấn à, chuyện đã xảy ra lâu rồi, tôi mong cậu hãy quên đi. Xin cậu hãy buông tha cho con gái của tôi. Ba, ba nói gì vậy ba? Tại sao ba lại căng thẳng như vậy? Chú ấy đâu có làm gì con đâu ba. Tôi xin cậu, cậu hãy tha cho cha con tôi. Lỗi lầm ngày xưa tôi đã sám hối rất nhiều rồi. Bây giờ tôi chỉ còn mỗi một mình đứa con gái này. Xin cậu hãy từ bi độ lượng. Ba, chú Tuấn, chú Tuấn. Dì Hà, con không được theo cậu ta. Không thì bà nói hay sao? Con có biết cậu ta là người như thế nào không hả? Bà cấm con không gặp gỡ cậu ta nữa nghe chưa? Chú Tuấn tốt với con lắm. Tại sao vậy? Tại sao bà lại cấm con?
Nhi Hà. Chú Tuấn, con đi về đi. Chú Tuấn, chú đứng lại. Chú nói là con đi về đi. Con thấy hình như quan hệ của hai người không bình thường chút nào hết. Ba con sợ chú trả thù. Chuyện gì đó đúng không chú? Đúng, con đoán đúng rồi đó. Ngày xưa chú và ba con có thù với nhau, một mối thù rất là sâu đậm. Thì ra là như vậy. Có lẽ chú và con không nên gặp nhau nữa là tốt nhất. Biết đâu một ngày nào đó chú không kiểm soát được mình lại ra tay với con thì sao? Con không sợ chú. Đó là chuyện xưa với ba con và chú mà, con không quan tâm. Dì Hà đúng là còn nhỏ, chưa trải qua nhiều chuyện nên không hiểu. Mối thù của ba con và chú là mối thù truyền kiếp, mà vĩnh viễn đời này kiếp này chú không thể nào quên. Nhưng chú đã nói là chú quên rồi mà. Chú không nhớ sao? Chú nhớ chứ. Đúng là chú rất muốn quên đó đi, nhưng quả thực chú không làm được. Con có thấy vết thương trên vai của con không? Sao mà chú biết con có vết thương ở trên vai? Vì đó là vết đạn do ba dì Hà đã bắn chú, nhưng không may đã bắn trúng vào con. Liệu con có xóa được vết thương đó không? Không chứ gì. Con đi về đi, đừng tìm chú nữa. Tuấn nè, lại có chuyện gì không vui sao? Dạ không có gì đâu anh. Cậu không biết nói dối đâu. Nhìn gương mặt cậu là biết có tâm sự buồn rồi. Cha con tôi, lỗi lầm ngày xưa tôi đã sám hối rất nhiều rồi. Bây giờ tôi chỉ còn mỗi một mình đứa con gái này, xin cậu hãy từ bi độ lượng. Ba,
không bóng dáng em. Trời mưa như xóa hết tình đã chết, còn chỉ mỗi anh đêm mưa rơi. Ngồi đêm vậy? Sao con khác mà bỏ đi? Chuyện gì vậy? Không có gì đâu anh. À, thôi thôi thôi, cạn mọi người đây cứ vui vẻ đi nha. Ừ. Vui vẻ đi ha. Uống đi anh. Ừ. Không có chuyện gì hết đó. Em mời anh nha. Dĩ Hà ơi. Dĩ Hà. Dạ. Dĩ Hà. Nhi Hà, về ăn chút gì đi con. Ba mua món này là con thích nhất đó. Về ăn miếng đi con. Con không muốn ăn. Thôi mà con gái, ba năn nỉ con đó. Hôm qua tới giờ con có ăn miếng nào đâu. Đang ăn miếng đi con. Con muốn ăn mà. Ba ơi, ba đem ra đi, con muốn ăn. Ba đừng có làm phiền con nữa. Dạ, chào anh. À, chào cô. Dạ. À, anh cho em hỏi, Nhị Hà dậy chưa vậy anh? Nó dậy rồi. Nó nằm trong phòng á. Tôi kêu nó ăn mà nó đâu có chịu ăn đâu. À. À. Hay là cô vô trỏng cô khuyên nó giúp giùm tôi. Từ qua tới giờ nó không chịu ăn uống gì hết. À, vậy em xin phép anh nha. Em vô. Cảm ơn. Vậy hả? Vậy đi con. Là cô nè. Chuyện gì vậy cô? Cô nói đi. Có chuyện gì mà sao con buồn quá vậy? Nói cho cô biết đi. Nè, con làm như vậy cô thấy lo lắm đó. Con khổ quá. Có chuyện gì mà lại khổ? Chuyện gì? Nói cho cô nghe coi. Ba con không cho con gặp chú Tuấn. Rồi chú Tuấn cũng không thèm gặp con nữa. Con buồn quá. Thôi, cô hiểu rồi. Thì ra là Nhị Hà của cô đang yêu phải không?
Đợi tôi chút nha. Dạ. Anh đây nè. Biết anh ở đây rồi, nhưng mà chú Tuấn đâu rồi anh? À, còn ngủ. Không biết có chuyện gì, cả ngày hôm qua nhậu về ngủ ly bì cho tới giờ cũng chưa dậy. Hỏi gì cũng không chịu trả lời. Nhưng có chuyện gì mà anh thấy em lấm la lấm lét như vậy chứ qua? Em đến đây cũng vì chuyện này nè. Chuyện này là chuyện gì? Anh biết con bé Nhị Hà phải không? Biết, sao? Nó cũng y xì cậu Tuấn vậy đó. Anh có biết chuyện gì xảy ra không? Ờ, không. Anh, hình như là hai đứa nó đang thương nhau đó. Trời, hai đứa tụi nó thương nhau à? Ừ. Trời, vậy mà tôi nghĩ không ra ta. Chà, cậu Tuấn này cũng giấu kỹ thiệt à. Anh à, em thấy hình như là tụi nó đang giận dỗi gì đó. Em cũng mới vừa biết được. Bây giờ em đang tìm cách để giúp tụi nó nè. Tức là ý em muốn vun đắp tình cảm cho hai người đó đó hả? Chứ sao? Nhưng mà bằng cách nào? Anh đó, cái gì cũng giỏi. Chỉ mỗi có chuyện tình cảm là dở à. Ừ. Chuyện tình cảm của anh còn dở, nói gì đến chuyện của người ta. Nè, thôi, để em nói kế hoạch cho anh biết nha. Ờ, sao? Hiểu không? Anh cứ làm theo như lời em nói đi. Vậy nha. Ờ. Y vậy đó. Thôi kệ, ráng giúp tụi nhỏ đi. Chứ thấy tụi nó sầu não em thấy tội nghiệp quá. Thôi em về nha. Ý, làm gì gấp vậy? Xong ngồi chơi một chút nữa đi. Em còn phải qua gặp Nhị Hà nữa nè. Chuyện của mình á, rồi em sẽ gặp anh sau. Đi chú. Sao lại không nói ở nhà mà phải ra đó? Anh Thành hôm nay sao vậy ta? Con đi đâu đó? Ba, con có công chuyện, con đi chút xíu nha ba. Tự nhiên là thay đổi, lạ lắm đó nghe. Mới nãy thấy rau héo như là chợ chiều, còn bây giờ tươi như là hoa nhài buổi sáng kìa. Ba này. Nè, con đi gặp ba vậy? Con đi công chuyện, con đâu có gặp ai đâu. Bà nói rồi, bà cấm con là dính với Tuấn á nghe. Con biết rồi mà, bà cứ nói hoài à. Ba. Con đi nha ba. Cô nói thiệt hả? Cô nói thiệt. Cô không được gạt con đâu á nha. Ây, tôi á chỉ là người chuyển lời thôi. Không tin á thì thôi. Đâu có. Con tin mà. Con tin cô mà. Thôi mà, cô đừng có giận con.
cô Tuyết Hoa xinh đẹp của con. Nè, cô bé này giỏi cái tài nịnh lắm. Đúng không Kiều Như? Anh Tuấn dừng lại. Dạ. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Nè Kiều Như, lâu quá rồi anh không gặp em. Lúc này em ấm hơn lúc trước đúng không? Dạ còn già nữa chứ. Anh ơi, quay xe lại giúp tôi đi. Dạ. Anh không thấy em già đâu. Giờ đây đứng trước mắt của anh vẫn là Kiều Như, chạy xe đụng bể hết chục trứng gà của anh. Nè, lúc này có còn là công chúa muộn nướng nữa hay không vậy? Anh còn nhớ chuyện đó sao? Chọc người ta hoài. Em bây giờ là quận chúa rồi, không còn là công chúa nữa đâu. Với anh, em vẫn là công chúa thôi. À, thì ra là quê nội của em ở đây. Lâu nay anh đi đâu mà bỏ quê đi biệt biệt, không tin tức gì hết vậy? Sau khi trải qua nhiều chuyện không hay, anh đã quyết định từ bỏ cái mảnh đất mang lại cho anh nhiều đau buồn đó. Nhiều khi anh cũng rất là nhớ quê, muốn về nhưng mà anh lại không dám. Tại vì anh sợ những ký ức kề xưa tìm về với anh. Đây là nhà của em nè. Nhà em bán lồng đèn sao? Ừ. Đẹp thiệt đó. Thôi mình đi vô nhà đi anh. Ừ. Chị Kiều Như, đây là bé Hiền, bán hàng cho em. Còn đây là chú Tuấn, bạn của chị. Dạ chào anh. Thôi vô nhà đi anh. Ừ. Dạ chào cô muốn mua gì ạ? Ờ, để cô coi cái đã. Dạ. Loại này đẹp nè cô. Ừ. Anh uống trà đi. Cảm ơn em. Không biết từ lúc nào em lại có thói quen uống trà. Ngày trước em đâu có thích uống trà. Chắc tại là do lúc này
em chững chạc hơn. Kiều Như nè, chồng con của em đâu? Sao anh không thấy ai hết trơn vậy? Bộ chồng và con em đi đâu hay sao vậy? Em chưa có chồng. Ủa, em nói sao? Em chưa có chồng à? Tại sao vậy? Anh có biết tại sao em lại chọn ngày bán lồng đèn hay không? Có lần em nghe một câu chuyện rất là hay. Có một cô gái trẻ, khi hai vợ chồng mới cưới nhau thì người chồng được lệnh vua phải ra chiến đấu. Cô gái ở nhà chờ đợi mãi không thấy chồng về, và cũng không có bất cứ tin tức nào, nên cô vô cùng buồn bã. Rồi một đêm, cô gái nằm mơ và một vị tiên xuất hiện. Vị tiên đã dạy cho cô gái làm một chiếc lồng đèn và dặn cô gái hàng đêm phải thắp đèn treo ở ngoài hiên. Cô gái đã làm theo. Chỉ sau một thời gian thì người chồng đã quay trở về. Dù thân thể anh ta mang rất nhiều thương tích, từ đó về sau em cứ ước một ngày nào đó mình sẽ được thắp những chiếc lồng đèn giống như là cô gái trong câu chuyện. Em bán lồng đèn không phải là mưu sinh, mà để hàng đêm em được thắp nhiều ngọn nến của hy vọng và những ước nguyện trong lòng mình. Một chàng trai ngày xưa sẽ quay về dù có mang thương tích hay không. Này rất lâu rồi không? Em mong được nhìn thấy anh, được nghe anh nói. Em mong đến xót xa trong lòng. Đã mười mấy năm rồi. Kêu chứ. Cái con nhỏ này tới giờ nay mà chưa chịu về nữa. Sao vậy? Có chuyện gì vậy con? Sao toàn là mùi rượu không vậy? Con không có sao hết á. Con không uống rượu. Con buồn quá. Cho con uống đi. Trời, đưa lên. Cho con uống đi mà. Con gái của đứa gì? Không ra tích sự gì hết trơn à? Con muốn chết. Con muốn chết. Ba đưa chai rượu cho con đi. Không. Con muốn uống nữa. Có chuyện gì mà con nói gỡ với con gái? Ba đưa chai rượu cho con đi. Chú Tuấn, bây giờ chú Tuấn không có thương con nữa. Chú đã có bạn gái mới rồi. Chú hất hủi con. Chú Tuấn không có thương con. Chú Tuấn không thèm lo cho con. Cho con uống cho chết đi. Thôi mà. Bà đưa cho con.
Thôi. Trời ơi. Để bà đưa con vô phòng đi. Bà buông con ra. Cô ơi là con. Chủ tướng. Chủ tướng không có thương con. Chủ tướng. Ba. Bà tôi lụa ơi, ngày trước bà đã muốn giao nó cho thằng Tuấn, thì giờ nó lại yêu thằng Tuấn. Là ông trời an bài chuyện này, hay là do bà sắp đặt để trêu người tôi đây? À, bà tôi lụa. Ta tới trại đó Tuấn. À mấy chú ơi, à mấy chú cho tôi hỏi thăm, lúc nãy có một người đàn ông nào khoảng 40 tuổi đi qua đây mà tướng tá cao bằng tôi không? À cũng có một người, mà hình như ông ta lên bờ rồi thì phải. Cảm ơn hai chú nha. À, đúng là chúng ta bị trễ rồi. Hay là bây giờ chúng ta thử tìm xung quanh coi. Ông ta là người lạ đến, không thấy chúng ta, cũng đi xung quanh đây thôi. Ờ, cũng có lý à, đi. Ờ mà nè, hồi nãy người khách phương xa có nói, nếu như có ai đến hỏi á, thì cứ nói là khách phương xa đến thăm những người bạn. Ờ,
chúng tôi là những người yêu quý bến sông, chờ khách phương xa đây. Đình Quang, cậu có phải Đình Quang không? Trời, Tuấn, sao mất tích lâu dữ vậy? Cậu đúng là đồ đáng chết mà. Nè, ông Xu Gia, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Nè, coi bộ bây giờ cũng chững chạc dữ rồi hen. Thì chúng ta cũng đã có tuổi hết rồi còn gì. Nói vậy cậu cũng là người của phân khu này hả? Còn cậu, còn cậu chính là đặc phái viên của Trung ương sao? Ừ. Vậy ra chúng ta là người đồng chí Hướng rồi. Mừng quá. Vậy là hai cậu đã quen biết nhau trước. Giới thiệu với cậu, đây là anh Nguyễn Bá Thành, phân khu trưởng của phân khu Hội An. Em xin giới thiệu với anh, đây là Đình Quang, là bạn đồng sanh đồng tử của em lúc còn đi học. Chào anh. Thôi, chúng ta nên đi, ở đây không tiện đâu. Dạ, chờ tí xíu. Đi anh. Đây là tiền của Trung ương giao cho phân khu của anh để mua vũ khí. Xin anh nhận cho. Đình Quang, tại sao Trung ương lại giao nhiệm vụ quan trọng này cho phân khu nhỏ như tụi mình vậy? Trung ương đã tính toán rất kỹ đến chuyện này. Mặc dù đây là vùng đất rất nhỏ, nhưng lại là một vùng kinh cạn sầm uất, có rất nhiều thương nhân nước ngoài đến đây để mua bán. Cho nên cái việc mà tìm đối tác để mua vũ khí á, thì đây là một nơi rất dễ dàng so với các khu vực khác. À, rất có lý. Nhưng mà để tìm một đối tác mua bán vũ khí rất là khó. Nếu như chúng ta không cẩn thận, dễ bị lộ lắm. Trước giờ tổ chức của chúng ta thiếu rất nhiều vũ khí, vì vậy chưa có kết quả tốt. Lần này Trung ương đã xác quyết, bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải chuẩn bị thật kỹ cho cuộc chiến này. Vì vậy, giai đoạn tới sẽ có rất nhiều chuyển biến. Và một lần nữa, Trung ương cũng hy vọng rằng phân khu của anh sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Ừ. Tôi thay mặt cho phân khu của chúng tôi, xin hứa với Trung ương, chúng tôi sẽ hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ mà Trung ương đã giao phó. À, cậu hãy chuyển những lời này đến Trung ương giúp tôi. Dạ, em chắc chắn sẽ chuyển lời. À. Đình Hoàng, cậu tính đi luôn hay sao vậy? Đúng ra, sau khi giao tiền và chuyển lời của Trung ương xong á, thì mình sẽ đi về ngay. Nhưng ai ngờ đâu lại gặp được cậu, thì tôi với cậu phải đấu một trận, nghiêng thành đổ nước. Thì lúc đó tôi đi mới cam lòng. Đúng là thanh niên các cậu gặp nhau là như vậy. À, về cái chuyện này thì tôi đây không có tham gia. Anh có tuổi rồi, còn ở đây để cho em lo. Nè, hôm nay phân khu nhỏ chính thức nhận lời thách đấu của Trung ương hội. Sao? Vậy giờ ông anh muốn đấu làm sao? Cứ bình tĩnh đã, đừng có vội. Tôi có bất ngờ dành cho cậu. Anh Thành à, tụi em ra ngoài chút nha. Ờ à, thì hai người cứ việc tự nhiên, nhưng mà nhớ đừng có quá chén nha. Anh cứ an tâm đi, chuyện của em á thì anh khỏi lo, nhưng anh cứ chuẩn bị hậu sự để lo cho thằng Tuấn này là được rồi. Nè, tự cao ngạo mạn để rồi coi đi. À, em xin phép. À. Ừ. Ờ, Kiều Như,
Có khách nè. Anh Tuấn. Kiều Như. Anh Hoàng. Mời hai anh vô nhà. Mời hai anh ngồi. Làm em bất ngờ quá à. Mười mấy năm rồi bây giờ mới gặp lại anh đó. Hôm qua thì gặp anh Tuấn, hôm nay thì tới lượt anh. Em vui quá à. Đúng là quả đất xoay tròn mà. Ông bà ta có câu á, có duyên thì sẽ gặp. Cậu có bất ngờ không Đình Hoa? Quá bất ngờ. Mình vui lắm Tuấn. Tuấn nè, vậy là cậu với Kiều Như là một cặp rồi hả? Nè, anh Hoàng nói nhỏ gì đó. Không có gì đâu em. Được, cứ đoán lên tin. Mà hai anh uống nước. Không được, mình phải kiếm chỗ nào vui vẻ một chút. Vô tử bất thành lễ. Mười mấy năm rồi mới gặp lại mà Kiều Như. Dạ được. Vậy để một chút em vô thay đồ đã nha. Thôi khỏi, Kiều Như đẹp mà, không cần thiết phải thay đồ đâu. Có đúng không Tuấn? Vậy để em kêu bé Hiền coi tiệm rồi mình đi hả? Hiền ơi, dạ. Coi tiệm giùm chị nha. Dạ. Nè, bây giờ mình đi thôi anh. Em nôn nóng muốn biết chuyện gia đình của anh với Thu Vân lắm rồi đó. Mà hai người sao rồi? Bây giờ á, Thu Vân đã trở thành nương nương của bốn đứa con anh rồi. Thiệt hả? Trời ơi, để sai quá vậy. Em xin lỗi. Anh nhắc là em nhớ tới Thu Vân quá à. Mà hôm nay mình phải say mới được nha. Hôm nay sao em hăng quá vậy? Thì tại em vui quá mà. Thôi mình đi đi hai anh. Đi. Mình đi. Trông chú ấy vui vẻ quá. Chú ấy đã quên mất mình rồi. Có lẽ những cảm nhận của mình về tình cảm của chú ấy dành cho mình chỉ là ảo tưởng. Chào Di hả? Ông Diễm Lan. Chào ông. Di Hà. Di Hà đi đâu về mà trông buồn bã quá vậy? Không có gì hết á. Chào ông tôi vô nha. Di Hà. Nè, tôi quên nữa. Cái này là hôm trước ông để quên ở nhà tôi đó. Tôi trả lại cho ông nè. Dì Hà tuyệt tình với tôi vậy sao? Đây là tấm lòng của tôi mà. Ông Diệm Lan, ông quá lời rồi. Tôi với ông á thì đâu có tình gì đâu mà tuyệt. Tấm lòng của ông thì tôi xin nhận. Nhưng mà món quà này thì tôi cảm ơn nha. Chào ông. Dì Hà. Con. Con. Ông Diệm Lan. Dạ. Chào ông Diệm Lan. Dạ chào bác. Bộ có chuyện gì hả bác? Tôi có chuyện này. Tôi mời ông vô nhà. Tôi muốn nói chuyện với ông, không biết ông có phiền không à? Không sao đâu bác. Nhưng mà nói ở đây hơi bất tiện. Hay là kiếm chỗ nào mình lai ra nha. Dạ, vậy đi nhậu hả? Dạ, mời bác. Tôi biết có một chỗ quán đồ ăn ngon lắm, dạ. Rượu cũng ngon nữa. Vậy thì mình đi ha. Dạ, mời bác.
Dạ cậu. Dạ. À, bác à, bác muốn dùng gì bác gọi đi. À, cái gì cũng được cả. Vậy cô làm cho vài món đặc biệt đi. Dạ. Cảm ơn. À, ông Diệm Lan à, quán này tại bác nói là có chuyện riêng muốn nói với con nên con mới chọn chỗ này. Bác yên tâm đi, quán này chỉ có con và bác thôi. Dạ. À, con mời bác. Mời ông. À, bác à, con là bạn của Nhị Hà, bác đừng gọi là ông, nghe xa lạ lắm. Vậy thì mời cậu nghe. Dạ, mời bác. Cạn. Cạn, cạn. Cảm ơn anh. Ủa, anh Lâm. Ủa, Tuấn. Ủa, sao đông vui vậy? À, anh nhậu một mình hả? Không ấy, anh ngồi chung với tụi em đi. Nhưng mà có tiện không? À, giới thiệu với hai người, đây là anh Lâm, huynh đệ kết nghĩa của tôi. Chào anh. À, chào. Thôi, em. Mời anh ngồi. Chào anh, mời anh ngồi. Chủ quán ơi. Dạ. Cho cái chén. Chén của anh nè. Dạ, mời hai cậu. Dạ. Dạ, con mời bác. Cảm ơn cậu nghe. Mời bác dùng tự nhiên. Dạ, cảm ơn cậu. Giờ bác cứ nói đi. Dì Hà có chuyện gì mà bác muốn nói với con vậy? Quả thật thì về chuyện này cũng hơi tế nhị. Vốn dĩ tôi không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con Nhị Hà, nhưng mà hiện nay nó đã thương một người, cho nên tôi không thể chấp nhận được. Nên tôi đành mạo muội đến nhờ cậu chuyện này. Nhị Hà yêu ai vậy bác? Nó đang yêu thằng Tuấn. Không biết là cậu có biết người này hay không? Tuấn à? Nhị Hà! Phù Dung! Chị Tuấn! Chú Tuấn à, chú Tuấn, sao chú lại đây? Chú Tuấn à, chú Tuấn, chú đừng có chết mà chú Tuấn, sao chú lại ra đây chứ, chú Tuấn. Như vậy là cô biết chàng trai này, ra là Nhị Hà yêu thương hắn, mà lạnh nhạt với. Tôi cũng biết là cậu quý mến con Nhị Hà, nên tôi muốn nhờ cậu chiếu cố đến nó nhiều hơn. Nhưng mà cô ấy có vẻ không thích con, điều này hơi khó đó bác. Tôi nghĩ chúng ta nên phối hợp với nhau, đó là cách tốt nhất. Phối hợp sao hả bác? Phần tôi sẽ cấm nó gặp thằng đó, và tôi sẽ nói tốt cho cậu. Còn phần cậu thì hãy quan tâm và gần gũi với nó nhiều hơn nữa. Tôi cũng nói thật với cậu là bất cứ giá nào tôi cũng không cho con tôi quen với thằng Tuấn đó đâu. Tuyệt đối không bao giờ. Nhưng anh chàng đó đã làm gì mà bác lại không thích gì? Vì tôi với cậu ấy có một mối thù.
một mối thù mà mãi mãi không thể xóa được. Tịch thượng hữu kỷ kiều như hoa, lô trung hữu tủ như kim ba, nhãn tiền đắc tán dĩ nan nhận, hà sự mang mang thân hậu danh. Trên chiếu có người đẹp tựa hoa, trong giò có rượu sánh tựa vàng. Việc trước mắt được thua còn khó, thì cớ gì mơ ước chuyện mai sao? Ê, chủ quán. Dạ. Cho cái chén. Dạ có liền. Ủa, mang chén chi vậy anh? Hai cậu làm thơ hay quá, tôi uống ly không được nữa, tôi phải uống chén. Chén của anh nè. Cảm ơn. Dạ. Uống chén mới đã. Việc trước mắt được thua còn khó, thì cớ gì mơ ước chuyện mai sau. Hey! Anh Lâm, bộ anh Lâm không thích cái câu trên chiếu có người đẹp tựa như hoa hay sao? Thích chứ, nhưng mà cái đó để cho cậu Tuấn đi, như vậy thì hợp hơn, đúng không Kiều Như? Anh Lâm uống chén thì em sẽ uống chén với anh Lâm. Lấy một cái chén nữa. Dạ. Kiều Như đúng là nữ trung hào kiệt. Anh, còn tụi em học được uống chén hay sao anh? Dạ, dạ. Anh Lâm nè, tụi em cũng là lang trung hào kiệt mà. Đình hoàng với cậu á, hay quá. Không thể nào uống ly được, phải uống bằng chén. Chủ quán. Dạ. Thêm hai cái chén nữa. Rồi có liền. Nè anh. Dạ chén hả chị? Dạ cảm ơn. Dạ. Đây. Nè anh. Đây. Cảm ơn anh. Còn trời, còn nước, còn mây, còn huynh, còn đệ, ta còn say xưa. Có Lâm, có Tuấn, có Hoàng, Kiều Như mỹ nữ, ta cùng cạn ly. Hay lắm. Nào, đêm nay không say không nghỉ. Không say không, không, không nghỉ. Cạn. Cạn. Đêm hôm qua uống say, sao hôm nay dậy sớm dữ vậy? Mình dậy sớm riết cũng quen rồi. Tuấn nè, hôm qua gặp anh Lâm, mình có suy nghĩ này, không biết ý của cậu làm sao. Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Cậu với anh Lâm á, là quan hệ chi giao. Phải. Dạ lại, anh ấy là người của một ban hội lớn ở đây, mình muốn mua vũ khí nên hỏi anh ấy là tốt. Nhưng mà như vậy có được hay không? Thật ra mình thấy anh ấy rất yêu quý cậu, và cũng là một người trung thực nữa. Cho nên nếu mình tiết lộ chuyện này cho anh ấy, thì mình tin là anh ấy sẽ giữ kín chuyện này và không tiết lộ cho người khác biết. Vì đây là nhiệm vụ tuyệt mật, nên mình có suy nghĩ như vậy. Ý này của cậu rất hay, đúng là suy nghĩ chín chắn.
Người của Trung ương có khác ha. Thôi được rồi, hôm nay mình sẽ gặp anh ấy nói chuyện thử. Dừng lại. Dạ. Cho gửi. Cảm ơn. Dạ cảm ơn. Tuấn. À, anh Lâm. Chào anh. Chào em. Ủa, có chuyện gì mà hai cậu muốn gặp anh vậy? Quả thực là em có chuyện này. Nếu như anh không phải là anh em của em thì em không dám nói ra đâu. Chắc là anh biết em đang làm công việc gì mà. Anh biết. Không lẽ Đinh Quang cũng cùng chung băng hội với Tuấn sao? Anh đoán đúng rồi. Hai đứa em cùng tham gia tổ chức cứu quốc. Và điều em muốn nói với anh hôm nay cũng liên quan tới chuyện này. Thú thật với anh, hiện giờ tổ chức của tụi em đang cần một số lượng lớn vũ khí. Nhưng thật lòng mà nói với anh, chúng em cũng không biết mua ở đâu. Anh là người có quan hệ rộng, nếu như anh biết ở đâu thì hy vọng anh giúp tụi em. Thì ra là vậy. Thì ra là hai cậu muốn mua vũ khí. Anh thấy sao anh? Chúng ta đã là anh em. Thú thiệt, hai cậu hỏi việc này với anh là đúng người rồi. Nếu người lạ thì anh không dám. Với hai cậu, anh nhất định giúp hai cậu mua vũ khí. Em cảm ơn anh. Một lần nữa, em thay mặt tổ chức xin cảm ơn sự giúp đỡ này. Đinh Hoàng cứ khách sáo với anh hoài. Nếu nói chính xác á, thì anh cũng chẳng ưa gì bọn họ và lũ chó săn của chúng. Và lại, chúng ta là anh em, được giúp hai cậu anh thấy vui lắm. Không phải cảm ơn đâu. Anh nói vậy sao được? Kiểu gì thì anh cũng là người bỏ công giúp tụi em mà. Cũng chả phải bỏ công gì đâu. Nói thật với hai đứa thì ban hội của anh cũng có bán vũ khí. Đây cũng là nhân tiện làm ăn, không phải cảm ơn đâu. Dạ. Chuyện gì vậy Lâm? Dạ, đây là huynh đệ kết nghĩa của em. Đây là Tuấn, còn đây là Đình Hoàng. Hai người này bạn với đại ca chút chuyện. Chào ngài. Chào cậu. Chào cậu. Chào anh. Mời hai cậu ngồi. Cậu uống trà đi. Có chuyện gì mà tìm tôi vậy? Xin phép cho tôi được nói thẳng với ngài lý do tại sao ngày hôm nay tôi đến đây gặp ngài. Chuyện là như vậy. Vừa rồi tôi có nói chuyện với anh Lâm và được biết ban hội của chúng ta ngoài việc kinh doanh những công việc khác thì còn kinh doanh và cung cấp vũ khí cho những khách hàng có nhu cầu. Hai cậu chờ tôi một chút. Tụi bay ra ngoài đóng cửa lại cho tao. Tuyệt đối không cho ai ra vô hết. Dạ.
Hai cậu cứ yên tâm đi, tôi là người làm ăn rất uy tín. Bất cứ thông tin gì của khách hàng, tôi tuyệt đối giữ bí mật. Đó là quy tắc làm ăn của tôi. Chính vì vậy hai cậu cứ nói đi. Nếu như ông đã nói như vậy thì chúng tôi xin thưa rõ với ông lý do chúng tôi mua vũ khí. Thiệt sự là chúng tôi không phải mua vũ khí để làm việc mờ ám, mà dùng để cứu quốc, giải phóng dân tộc. Chúng tôi là người của tổ chức cứu quốc. Yêu cầu yêu cầu gì? Tôi có một điều kiện. Là một điều kiện với cậu Tuấn. Liên quan tới tôi sao? Điều kiện gì vậy thưa ông? Điều kiện này có liên quan tới một cô gái. Có lẽ điều kiện này đối với cậu không là gì, nhưng mà đối với tôi nó rất quan trọng. Nếu như cậu toại nguyện cho tôi thì tôi sẽ toại nguyện cho các cậu. Chúng ta phải sòng phẳng với nhau. Sao, cậu thấy được không? Nhưng mà đó là điều gì vậy? Ông cứ nói đi. Chắc có lẽ cậu biết cô gái tên Phù Dung. Phải, tôi biết Phù Dung. Yêu cầu này của tôi có liên quan tới mối quan hệ với cậu và Phù Dung. Nếu cậu thực hiện yêu cầu này của tôi thì tôi sẽ bán vũ khí cho các cậu. Các cậu cần bao nhiêu thì tôi sẽ cung cấp bấy nhiêu. Xin ông hãy nói rõ điều kiện. Tôi muốn cậu tránh xa Phù Dung, càng xa càng tốt. Từ đây về sau không bao giờ được gặp cô ấy nữa. Nhớ là mãi mãi. Cậu hiểu không? Sau khi nói chuyện với ông Diệm Lan về, mình thấy cậu có vẻ ưu tư. Bộ cậu bận tâm chuyện gì nữa hả Tuấn? Mình không có gì đâu, chỉ là những suy nghĩ dẫn dơ thôi. Vậy chứ cái cô gái tên là Phù Dung có quan hệ gì với cậu? Cô ấy chỉ là một người bạn quen bình thường của mình thôi. Tuấn ơi, cậu nói dối dở tệ à. Nếu chỉ là quen biết bình thường thì ông Diệm Lan đâu có đưa ra yêu sách như vậy. Nhưng mà thôi, đó là chuyện riêng của cậu, mình cũng chẳng muốn tò mò làm gì. Nhưng mà nè,
mình muốn cậu phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ mà ở trên đã giao. Còn chuyện tình cảm, mình đồng ý với cậu, nó rất quan trọng, nhưng không thể so sánh được với tổ quốc. Mình nói như vậy á, mong là cậu sẽ hiểu. Mình hiểu mà Địch Hoàng. Cậu yên tâm, mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Chắc chắn là như vậy. Kiều Như kìa. Anh Đình Hoàng, anh Tuấn. Kiều Như. Kiều Như đứng đợi lâu chưa? Cũng không lâu. Anh Hoàng nè, anh đi sớm như vậy em thấy tiếc quá. Đúng vậy, đã quá lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Nhưng mà cậu phải đi sớm, mình cũng cảm thấy rất lưu luyến. Bây giờ chúng ta là người đi chung một con đường, sợ gì lại không gặp nhau hả Tuấn? Anh cho em biết chút quà cho Thu Dân và mấy đứa nhỏ. Cảm ơn Kiều Như. Anh cho em gửi lời hỏi thăm Thu Dân. Anh nói với nó là khi nào mà em sắp xếp được thời gian, em sẽ thăm nó và mấy đứa nhỏ nha. Anh sẽ nhắn lời hỏi thăm của Kiều Như tới Thu Dân. Nhưng anh mong lúc Kiều Như vào thăm anh thì phải có cả thằng Tuấn nữa. Em á, phải đưa thằng Tuấn đi cùng giúp cho anh. Nhưng biết ảnh có chịu đi không mà đưa theo. Không cần biết á, nó có chịu hay là không. Em cứ lôi, cứ xích, cứ xiền, hay làm bất cứ cái gì mà em cảm thấy hiệu quả. Kiều Như, nhớ lời anh nghe chưa? Không được để cho thằng Tuấn nó thoát. Anh ủng hộ em, nhớ nha. Tuấn nè, ông Suya, tôi làm hết rồi đó. Cho tôi ôm cái coi bạn hiền. Nhớ nè, Kiều Như là một cô gái tốt. Cậu phải bù đắp những tổn thương mà cô ấy đã chịu đựng vì cậu đó. Mình biết rồi. Nè, lên đường mình đã. Cho mình gửi lời hỏi thăm Thu Dân và mấy đứa nhỏ. Kiều Như à, trước khi anh lên thuyền, anh hy vọng là hai người sẽ được ở bên nhau. Gặp nhau hôm nay, không biết sau này có gặp lại không nữa. Đây, mình muốn là hai người nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau như vậy hoài, là một đôi mãi mãi. Kiều Như, giúp anh toại nguyện nha. Thôi, xin phép mình đi. Dạ. Mà nè, nhớ nghe, có làm cái gì á thì hai người làm cho nhanh nhanh đi, chứ làm chậm quá mà đông con nít quá rồi gặp ông xui gia này á mà đòi làm xui á, lúc đó tôi từ chối đó nghe chưa. Em biết rồi, anh lên đường bình an nha. Đưa em tới đây thôi, em vô nhà đi. Anh không vào nhà uống một chút nước sao? Anh đi từ sáng tới giờ rồi, anh phải gặp anh Thạch. Anh muốn bàn với anh ấy chút chuyện. Em cứ vô nhà đi. Nếu vậy thì anh đi trước đi. Sao em không vô nhà mà anh phải đi trước vậy? Em muốn nhìn thấy anh đi. Vậy anh về đi. Ừ.
tôi không thể làm gì hơn được. Con không buồn, con nhất định không buồn. Con yêu chú. Tôi biết trái tim tôi đã nhận ra nó từ rất lâu, nhưng mà tôi không dám. Tại sao chú lại không dám? Tại tôi lớn tuổi hơn Nhị Hà quá nhiều. Chú nói dối. Vả lại giữa chúng ta có mối thù ngày xưa ngăn cách. Không, điều này là tôi nói thật, bởi vì tôi quý mến Nhị Hà. Chú chỉ quý mến thôi sao? Không, tôi cũng thương Nhị Hà nhiều lắm. Con không muốn thương, con muốn nhiều hơn nữa. Nhưng mà chú thương con, tại sao chú lại xa lánh con chứ? Chú trả lời con đi. Lúc nãy con thấy chú đã có cô gái xinh đẹp gì đó, chú còn ôm hôn người ta giữa đường giữa xá. Mà chú làm như vậy là chú gạt con. Chú nói thương con mà chú lại đi ôm hôn người khác. Tôi không nói dối đâu. Điều này đã làm cho tôi đau lòng rất lâu rồi, nhưng tôi lại không dám thổ lộ, vì tôi biết chúng ta sẽ không có kết quả tốt đẹp. Tôi biết dù con cố quên đi tất cả những gì đã xảy ra, thì ba của Dì Hà cũng không bao giờ quên được. Chắc chắn ông ấy sẽ ngăn cản chúng ta. Con không sợ, con vẫn sẽ yêu chú. Con sẽ đi theo chú. Chú đi đâu con đi theo đó, đi đến bất cứ nơi nào cũng được. Con không sợ, con không sợ. Cái cảm xúc này, mình cảm giác như là cảm xúc mà lúc xưa mình đã từng có với Quang Dị Hà. Quang Dị Hà, không lẽ em đã chuyển kiếp lai sinh? Dù là Quang Dị Hà hay Nguyễn Dị Hà, em cũng đang làm cho anh đau lòng nhiều lắm. Tình cảm và tổ quốc, giờ đây anh phải quyết định rồi. Bây giờ thì Nhị Hà đã hiểu rõ tình cảm mà bấy lâu nay tôi đã giấu trong lòng. Nhưng quả thực chúng ta không thể đến được với nhau. Tôi xin Nhị Hà hãy quên tôi đi. Cuộc đời tôi bây giờ đã như một cánh chim phiêu bạt. Nhị Hà được chờ đợi nữa mà phí đi tuổi thanh xuân. Tại sao lại không đến được với nhau hả chú? Tại sao lại phải chờ đợi? Không, con không muốn nghe chú nói như vậy. Con không muốn. Dù không muốn, nhưng đành phải chấp nhận sự thật này thôi. Giữa chúng ta có quá nhiều hố sâu ngăn cách. Có lẽ đây là định mệnh của chúng ta. Con không tin định mệnh. Con ghét định mệnh. Con không có tin vào định mệnh gì hết á. Chú, Hay Mình bỏ trốn khỏi nơi này, rồi đi đâu thật xa, bỏ hết tất cả những ân oán ngày xưa, được không hả chú? Không thể được. Chắc chắn là không thể được. Nếu câu nói này Dì Hà nói ra một ngày trước thì còn bay ra, còn bây giờ thì không thể. Tôi xin lỗi. Em không thể nào xa anh được. Em yêu anh. Dì Hà đã gọi mình bằng anh. Cô ấy đã vượt qua, nhưng mình thì không thể. Trọng trách lớn lao đã gánh trên vai mình, không thể trút bỏ được. Mình đành phải phụ lòng cô ấy mà thôi. Anh xin lỗi em, Nguyễn Dì Hà.
Tại sao lại không thể đến được với nhau? Con không muốn nghe chú mãi nói câu này. Con không muốn. Con không tin vào định mệnh. Con có ý này, hay là chúng ta hãy trốn khỏi nơi đây đi, đến một nơi thật xa, rời xa tất cả những ân oán của ngày xưa. Như vậy có được không chú? Em không thể rời xa anh được đâu. Chị, em yêu anh. Tuấn. Ủa, anh ngồi chung với cậu được không? Anh ngồi đi. Tuấn à, có chuyện gì vậy anh? Chuyện vừa rồi anh thành thật xin lỗi, mong cậu đừng trách anh. Anh xin lỗi chuyện gì? Anh biết cậu đang buồn chuyện của Phù Dung. Thật ra anh cũng không hiểu tại sao đại ca của anh lại đưa ra cái yêu cầu kỳ cục như vậy. Điều này làm anh buồn lòng quá. Anh không giúp được gì cậu. Chuyện không có gì đâu. Thôi anh đừng bận tâm nữa. Có lẽ là ông ta có lý do quan trọng nào đó. Nhưng vấn đề chính là em đã mua được vũ khí. Em phải cảm ơn anh, chứ sao lại trách anh được. Mời anh. Mình thấy Tuấn nó buồn, mà lòng mình cũng buồn theo. Mình phải làm gì để giúp nó, chứ không thể chỉ đưa mắt nhìn được. Anh em sinh tử chi giao, hoạn nạn thì phải có nhau mới đúng đạo lý. Nè, sao anh không uống đi? Anh suy nghĩ gì vậy? Không có gì. Uống đi. Em nói rồi, anh đừng có bận lòng về chuyện đã xảy ra. Mỗi con người đều có số mệnh hết. Dù chúng ta có lây quay điên đảo thì cũng không thể thoát được đâu. Vấn đề là một bậc quân tử thì phải dám đối đầu với định mệnh của bản thân. Anh thấy như vậy có đúng không? Cậu nói câu nào á, anh thấy cũng chí tình chí lý. Thôi vậy, gạt hết mọi chuyện. Đêm nay anh em mình phải uống một trận cho thật say. Ủa, càng. Anh nó lâu mới ghé thăm em mà em giận anh luôn á. Anh bận công chuyện. Bận thì cũng phải nhớ ghé thăm em chứ. Hôm nay em thăm rồi nè, nói quà. Tất nhiên rồi. Còn em ở đây là anh sẽ lại hoài luôn. Nhớ đó nha. Nhớ mà. Chào cô Phù Dung. Chào anh Lâm. Không biết cô có bận biểu gì không? Dạ không. Ủa, bộ có chuyện gì hả anh? Tôi muốn cho cô biết một chuyện liên quan giữa cô và cậu Tuấn. Anh có nghe chính xác chuyện này không vậy? Tại sao ông Nhiễm Lan lại có yêu sách với anh Tuấn như vậy chứ? Tại sao ông ta lại vô lý như vậy được hả? Tôi cũng thấy lạ. Tôi cũng đâu dám nói sai lời nào với cô đâu. Lúc đó tôi cũng có mặt ở đó. Tôi rất khó xử, nhưng tôi không dám lên tiếng. Nhưng mà tại sao ông ta ra điều kiện vô lý như vậy chứ? Chuyện này tôi cũng không được rõ, nhưng có vẻ đại ca tôi rất nghiêm túc khi đưa ra yêu cầu. Nếu không vì cậu Tuấn là anh em của tôi đã không can thiệp vào chuyện này. Cô không biết đâu, tính tình đại ca tôi đáng sợ lắm, không như vẻ bề ngoài của ông ấy đâu. Cảm ơn anh Lâm nha. Cảm ơn anh đã thông báo chuyện này cho tôi biết. Đêm qua tôi đã gặp cậu Tuấn. Nhìn cậu ấy sầu não vì chuyện này mà tôi không cam lòng. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy rất yêu quý cô nên mới buồn rầu như vậy.
Những gì cần nói tôi đã nói hết. Tôi xin phép. Dạ cảm ơn anh. Chào Nhi Hà. Chào ông. Sao Nhi Hà lại hẹn ở chỗ này? Chúng ta kiếm một chỗ nào đó để nói chuyện đi. Tôi chỉ muốn gặp ông nói chuyện một lát, rồi tôi sẽ đi ngay. Tôi không có dám làm mất nhiều thời gian của ông đâu. Nhi Hà đang bực bội chuyện gì phải không? Phải đó. Ông Diệm Lan, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Có phải là anh Tuấn kiếm ông để thương lượng mua bán, nhưng mà ông ra một cái yêu sách rất là kỳ quặc với anh Tuấn, đúng không vậy? Ra là chị Hà đã biết được chuyện này. Nhưng ai cho chị Hà biết? Là cậu Tuấn sao? Anh Tuấn không hề nói gì với tôi hết. Nhưng mà ông không cần biết là ai cho tôi biết. Ông chỉ cần xác nhận tin này là có hay là không, có đúng là sự thật hay không thôi. Đúng. Tôi đã yêu cầu cậu Tuấn không được gặp chị Hà nữa. Tại sao? Tại sao ông có quyền gì mà ông yêu cầu như vậy chứ? Ông Diễm Lan, tôi nói cho ông biết, ông không có quyền gì can thiệp vào đời tư của tôi đâu. Dì Hà cứ bình tĩnh. Quả thật đây không phải là ý của tôi. Đây chính là ý của bác trai. Ông nói cái gì? Đây là ý của ba tôi hả? Đúng. Ba cô đã gặp tôi và yêu cầu tôi ngăn cản cậu ta gặp cô. Tôi xin lỗi đã làm cho cô buồn. Nhưng mà bác trai đã nhận giả. Thực tình tôi không dám từ chối. Thì ra là vậy. Tôi xin lỗi đã trách làm ông. Gì hả? Tôi đã nghe ba cô tâm sự về nỗi lòng của ông ấy trong chuyện này rồi. Tôi nghĩ cô đừng làm cho ông ấy đau lòng nữa. Ba cô đã lớn tuổi rồi, sống nay chết mai. Cô định để cho ông ấy sống vui vẻ và thanh thản những ngày cuối đời còn lại, để cho tròn chữ hiếu đạo làm con. Cảm ơn lời khuyên của ông nha. Nhưng mà chuyện gia đình của tôi hy vọng là ông đừng có can thiệp vào. Nhi Hà, có vẻ cách làm này của mình vẫn chưa ổn. Quá đơn giản và không hiệu quả. Dạ, cảm ơn. Ba. Gì vậy? Ba không được uống rượu nữa. Con muốn nói chuyện với ba. Có chuyện gì? Trả cho rượu cho ba rồi muốn nói gì rồi? Không. Ba. Ba trả lời con đi. Tại sao vậy? Tại sao ba kêu ông Diệm Lan là ngăn cản con, không cho con và anh Tuấn gặp nhau? Tại sao vậy hả ba? Tại sao ba làm cái chuyện kỳ cục như vậy? Con nói gì? Anh Tuấn à? Bộ con với nó lúc này là thân nhau lắm rồi hả? Con có biết là nó lớn hơn con bao nhiêu tuổi không? Con biết không? Ba đừng có né tránh câu hỏi của con nữa. Ba trả lời con đi. Tại sao ba làm như vậy? Thì ba đã nói điều này rất nhiều lần rồi.
Bà muốn là con chấm dứt mối quan hệ với thằng đó, con nghe chưa? Bà thật là quá quắt mà. Tại sao ân oán của người lớn liên quan gì tới con mà bắt con phải gánh chịu chứ? Con yêu ảnh, con sẽ không bao giờ từ bỏ đâu, trừ khi bà giết chết con đi thì thôi. Dì Hà, dì Hà. Con ghét bà. Tại sao chứ? Tại sao bà lại đối xử với con như vậy? Con ghét cái mối thù của bà. 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 Chào ông Diệm Lan. Mời cậu ngồi. Cậu biết hôm nay tại sao tôi mời cậu tới đây không? Xin lỗi, tôi thật không biết lý do. Nhưng mà ông hẹn tôi tới đây là có chuyện gì cần dạy bảo đúng không? Cậu uống trà đi. Tôi tới đây là để uống rượu, nhưng hôm nay tôi lại uống trà. Tôi đã thay đổi thói quen của mình. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi làm vậy. Xin ông hãy nói thẳng vô vấn đề đi, tôi vẫn chưa hiểu ý ông. Vậy tôi sẽ nói rõ vấn đề. Đó là yêu cầu tôi đưa ra với cậu. Tôi sẽ rút lại. Vậy sao? Vậy tôi thành thật cảm ơn ông. Nhưng cậu cũng đừng vui mừng quá sớm về vấn đề này. Tôi lại chưa hiểu ý của ông lắm. Bình thường thì những điều tôi nói ra tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Lần này thì chính tôi nói ra, nhưng tôi lại rút lại. Như vậy thì cũng đáng cho cậu vui mừng rồi, có đúng không? Có lẽ tôi đã gặp may. Còn vì sao tôi kêu cậu đừng vui mừng quá sớm? Đó là bởi vì mục đích phía sau yêu cầu của tôi đối với cậu tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Tôi mong là cậu hiểu ý tứ này của tôi mà tôi không cần phải giải thích. Ông đúng là một con người thâm sâu khó hiểu. Tôi cũng mong là mình sẽ hiểu được thâm ý của ông. Gì hả? Anh Tuấn. Kiều Như. Anh Tuấn. Cô này là
Em không cần ngạc nhiên quá như vậy. Đây là Phù Dung. Phù Dung chỉ là nghệ danh thôi. Tên thật của em là Nhị Hà. Cô tên là Nhị Hà? Không thể nào. Tại sao lại không thể nào hả chị gái? Lâu quá không gặp em. Và quan trọng hơn nữa, em chính là bạn gái của anh Tuấn. Anh Tuấn, cô bé này là bạn gái của anh sao? Phải đó, em chính là bạn gái của anh Tuấn đó. Cô này là bạn gái của anh sao anh Tuấn? Vậy hả? Vậy hả, làm tôi khó xử quá. Vậy còn chị? Chị gái? Chị là gì của anh Tuấn vậy? Tôi hả? Tôi là Kiều Như. Lê Nguyễn Kiều Như. Tôi là cố nhân của anh Tuấn. Rất vui được gặp cô em. Chào chị. Nhưng mà hình như cố nhân á là thua bạn gái chắc rồi ha. Nhìn cô em giống kỹ nữ quá ha. Son phấn lòe loẹ, nhưng mà cũng rất là đáng yêu đó. Kiều Như. Nhưng mà còn chị, chị á, chị rất là mặn mà, nhưng bị cái là hơi già. Chị gái à, giờ này sao còn lang thang ngoài đường một mình như vậy vậy chị gái? Cô em trông trẻ quá, rất giống một đứa con nít. Con nít thì chắc chắn rồi, nhưng mà dù sao cũng dễ thương hơn một bà già, đúng không chị gái? Chuyện gì vậy nè? Chết mình rồi. Nhìn bọn họ đáng sợ quá. Ai vậy nè? Nãy giờ hai người bắt tay nhau cũng đã lâu rồi. Thôi mình bỏ ra đi ha. Thôi bây giờ tôi giới thiệu. Giới thiệu với lại Kiều Như, đây là Nhị Hà. Giới thiệu với Nhị Hà, đây là Kiều Như. Không cần giới thiệu. Kiều Như. Nhị Hà. Nhị Hà. Nhị Hà. Nhị Hà. Nè, hồi nãy nói cái gì mà lúc cuốn vậy? Kệ người ta. Người ta thích nói gì người ta nói à. Trời, sao mà dám nhận là bạn gái của tôi? Để bạn của tôi hiểu lầm rồi kìa. Chú thấy em ức hả? Nếu chú thấy em ức á thì chạy theo người đó đi, năn nỉ người đó đi. Mắc mớ gì đi theo người ta? Người ta khùng mà, muốn nói gì thì nói à. Nè, tự nói mình khùng đó nha. Sao hồi nãy kêu anh, bây giờ kêu chú là sao? Lúc thương á thì kêu bằng anh, bây giờ ghét rồi, ghét thì kêu bằng chú luôn. Gì hả? Vậy chính xác bây giờ là muốn kêu tôi bằng cái gì? Kêu là ông khùng. Ông khùng mê gái mới đúng. Nè, tôi chưa có nói xong mà đi đâu vậy? Chú buông tay người ta ra. Buông ra. Nè, đi theo tôi. Chú đưa con đi đâu vậy? Nè, không được kêu bằng chú nữa. Đã gọi là anh thì mãi mãi phải gọi là anh, biết chưa? Vậy kêu anh chú Tuấn luôn, được chưa? Đúng là đồ khùng mà. Đi. Không lẽ mình lại là người trễ tràn nữa sao? Chẳng lẽ số phận của mình cứ mãi là người đến sao? Nhưng biểu hiện của cô gái ấy và anh Tuấn, nếu mình không tin thì không thể được. Cho chị gửi tiền nè. Dạ cảm ơn anh chị, bữa sau ghé. Mình đi anh.
Chị Như, tiền bán hàng nè chị. Cảm ơn em. Lúc nãy chị đi đâu về vậy? Chị đi thanh toán tiền cho mấy mối hàng. Em thấy dường như chị có nhiều tâm tư. Chị có chuyện buồn hả? Có chuyện gì xảy ra với chị hả? Đúng là chị đang có tâm sự. Em ngồi xuống đi. Hiền nè, chị muốn hỏi em điều này. Em hãy nói thật theo cảm nghĩ của mình nha. Dạ, chị cứ hỏi. Nếu như chị đang yêu một người mà người ta đã có bạn gái rồi, em thử nói coi chị có nên tiếp tục theo đuổi nữa hay không? Em nghe má em nói trong đời người những thứ giống tình yêu thì vô số, nhưng tình yêu thì chỉ có một. Câu này chị mới nghe lần đầu đó. Nhưng mà cũng hay thiệt. Em nghĩ á, nếu như chị đã yêu thì hãy theo đuổi đến cùng. Có đi hết con đường thì mới biết được đâu là tình yêu thật và của mình hay không. Cảm ơn em. Nghe xong câu nói này của em, chị cảm thấy mình có thêm nhiều sức mạnh và nghị lực. Chị ơi, cho em hỏi. Chị chờ em xíu nha. Lồng đèn này bán sao chị? Dạ, chị cứ lựa đi rồi em bán rẻ cho. Mình sẽ đi đến cuối cùng của con đường. Mình sẽ không bao giờ nản lòng mà thoái lui nữa. Nhắm mắt lại đi. Chi vậy? Thì tôi kêu thì cứ nhắm mắt lại đi. Nè, sao chú dám hôn người ta vậy? Thì tại chú yêu em chứ bộ. Khùng, nói chuyện như ông khùng vậy đó. Chú mà bị khùng là do dì Hà lấy đó. Chú xạo. Tự nhiên cái đang ghét người ta mà giờ nó yêu người ta. Nói năng lẩn thẩn giống như là con nít vậy. Nghe nói nè, trong thời gian vừa qua lúc nào anh cũng nghĩ tới em. Nhưng mà vì anh nghĩ giữa chúng ta có quá nhiều hố sâu ngăn cách, và vừa rồi ông Diệm Lan ổng thấy anh đang cần ổng, cho nên là ổng đưa ra các yêu sách bắt buộc anh không được gần em, nên anh mới phải đối xử như vậy với em. Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh nha. Bây giờ mới chịu xin lỗi người ta, đã làm người ta buồn mà còn bắt người ta mở lời trước nữa chứ. Ăn hiếp người ta. Anh biết, anh biết là anh sai, nhưng em đã cố gắng vượt qua thì anh cũng sẽ cố gắng vượt qua. Anh hứa là từ giờ trở về sau anh sẽ không làm cho em buồn nữa. Em hãy tin anh. Nhưng mà còn chuyện của ba em nữa. Mỗi lần mà nhắc tới chuyện này, Ba em căng thẳng lắm. Anh nghĩ là trong thời gian này chúng ta cứ bí mật đi. Anh xin hứa với em, anh tin là một ngày nào đó ông trời cũng sẽ cảm động. Em cũng mong như vậy. Không biết tại sao từ lúc mới gặp anh, em đã yêu anh. Em đã muốn ở bên cạnh anh rồi.
anh thấy học trò của anh có giỏi không vậy? Giỏi. Hôm nay nhị Hà đi xe khá hơn nhiều rồi đó. Chắc là nhờ thầy giỏi. Nhưng mà hồi nãy hình như có người bị té thì phải. Tại anh hết đó. Còn nói nữa. Sao lại tại anh? Không phải hả? Người ta đang đạp xe, tự nhiên cái ôm người ta làm chi? Người ta nhột người ta té chứ bộ. Nhột hả? Bây giờ có muốn nhột nữa không? Hả? Thôi muốn nha. Không? Không giỡn nha. Đúng không? Nè. Thôi mà. Thôi, em không giỡn mà. Nhột không? Dạ. Chào bác. Mời cậu vô nhà chơi. Dạ. Tụi bay ở đây. Dạ mời. Dạ. Có chút quà mọn còn biếu bác. Cảm ơn cậu. Dạ. Dạ. Cậu uống trà đi. Dạ cảm ơn. Dạ con thành thật xin lỗi vì không giúp được cho bác. Dạ thưa bác, có lẽ dì Hà đang rất kháng khích với chàng trai đó, cho nên là cháu cũng đành chịu thôi. Tôi đã dặn nó rồi, không thể được. Chuyện này không thể xảy ra được đâu. Nhưng dì Hà đã quyết tâm như vậy rồi thì cháu cũng đâu biết làm sao. Nếu vậy tôi sẽ nhốt con dì Hà lại. Tôi không cho nó ra ngoài, để coi thử coi chúng làm sao gặp được nhau. Dạ con nghĩ như vậy không phải là cách tốt nhất đâu bác. Nhưng bây giờ tôi phải biết làm sao chứ. Đúng vậy, bất cứ giá nào tôi cũng sẽ ngăn cái mối tình quan nghiệt này lại. Tôi sẽ không để cho chuyện này xảy ra đâu. Cậu hiểu không? Ý bác nói là bác phải ngăn cản bằng bất cứ giá nào đúng không bác? Phải. Bất cứ giá nào tôi cũng ngăn cản cô nhị Hà yêu thật Tuấn. Dù có phải hy sinh cái mạng già này tôi cũng sẽ làm nữa. Nhớ chị không? Mấy đứa đang học mà. Nè, thầy Tuấn bây giờ không có giá trị bằng cái rổ trái cây của chị Phù Dung đâu. Nè, cho em nha. Nè, ăn ổi không? Ăn ổi không? Cô định tới phá lớp học của tôi đúng không? Mấy em ăn đi. Nịnh bợ quá đi à. Nè, phòng mũi rồi đúng không? Thầy Tuấn ganh tị với chị Phù Dung đúng không? Đúng rồi chứ còn gì nữa ha? Đúng rồi đó chị. Công lao thầy dạy dỗ mấy đứa không bằng cái rổ trái cây này. Thầy buồn quá. Thầy buồn hả? Thầy lại đây ăn trái cây cho con. Nè, bây giờ em muốn đi đâu? Không biết nữa. Hay là mình đi ăn đi nha. Thôi, em không đi ăn đâu. Chứ bây giờ em muốn đi đâu mới được chứ? Đi khắp thế gian. Đi khắp thế gian được không? Cái gì mà đi khắp thế gian vậy cô hai? Khùng vừa thôi. Tự nhiên chửi ta khùng mà. Tại em không biết đi đâu. Em chỉ muốn đi với anh. Đi vòng vòng, đi hoài luôn. Được rồi, tuân lệnh. Và anh sẽ chở em đi vòng vòng, đi hoài, đi khắp thế gian luôn. Anh chú Tuấn thật là dễ thương.